chào cả nhà mình. Thì tự đi từ ngày sáng tới giờ thì gặp được có ông Gùi cả nhà. Này thì mấy anh em rủ ông Gùi ha, chứ không có đi lấy ông Mập. Này vô miếng đất này cũng hơi xa chỗ nhà cả nhà, chắc cũng hơn 60 cây số. Thì sao em đang đút đút cả nhà. Giờ có ông Gùi này cả nhà, thì sao em vô lấy luôn rồi. Già quá già ha, không có ai vô đây hết trơn. Ông Gùi đó cả nhà, mặt cũng bự chứ. Chán vô không? Chán chán, mặt này mới ngon nè, mặt này mới tốt nè cả nhà. Ôi, 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 ôi. Bình tĩnh bình tĩnh, nó sẽ bình tĩnh mới được. Ông Gùi này già chứ nha, già lắm rồi, nhưng mà già đây thì mặt rất là tốt nha. Mặt cũng lép nha. Ông Gùi đầu tài của mấy anh em ngày hôm nay cả nhà. Mặt của người cũng khá là ngon nha. Mặt thì nó già đây mới ngon cả nhà. Già mặt nó mới kẹo. Ông Gùi thứ hai cả nhà. U là trời ông Gùi. Nhưng mà muốn hơi non đó. Không non hả? Ủa này sao rút khác hả? Con Gùi này cái nha. Rút này đâu phải rút nãy. Rút nãy này nè. Không hả? Phải. Đâu đúng. Thật cái con Gùi hay sao hả? Con Gùi khủng cái nha. Con Gùi mặt dữ luôn sao? Tôm Gùi này bên đây vườn sáng em thấy cả nhà. Thì quý anh chị mình, em chúc quý anh chị mình có một ngày mới thật nhiều niềm vui ha, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Tại vì mấy anh em hôm nay cũng đi ruộng rồi tối ngày cả nhà, nên là các bác anh chị nào cần sử dụng mật ong thì liên hệ em nha. Quá trời ông Gùi à, tôm Gùi khủng cả nhà. Ôi trời, mặt nó thấu chết rồi. Thôi con thổi cho, con không thổi gì. Thổi đi, thổi đi, nó bu ra nó lụm không bây giờ. Trời ơi, sao làm gì vậy? Gãy nha. Gãy con mặt rồi nha. Quá. Thì ô, con mặt. Này diễn kể hình khúc trên đó cả nhà. Kể hình khúc nha. Cắt chưa, đưa đây con bỏ vô. Vừa cắt một kia. Thôi khoan, bỏ vô luôn. Chưa chưa, sửa, ghé luôn. Cầm lên khoan bỏ. Vừa cắt một kia. Kia luôn hả? Hết biết mặt cả nhà ơi. Nó còn cục nữa nha. Mặt dài cỡ đó. Đóng cây hơi mục. Dữ thiệt. Con mặt này cả nhà, bằng cùm giò vậy. Dữ thiệt. Trắng giò hết chân luôn cả nhà ơi. Có chứ sao không. Nó gãy đơn khúc luôn cả nhà. Trái rồi. Biết rồi. Biết mà. Ồ, đường nhìn quá cả nhà. Hả? Thì sao vậy? Có chứ, có dao, có kéo không có, mà có dao với chờ chi nữa. Quá bịch rồi. Con này thì quá im rồi đấy, gì nữa. Vô đây như vô mê cung cả nhà. Quá trời bịch rồi. Các anh chị mình cùng trải nghiệm lấy ong Gùi ở ruộng mình với em nha cả nhà. Này họ trồng tràm hay trồng sậy không biết nữa. Sậy không à, không có tràm bỗng. Ui là trời, ông có dài. Ông này mặt không nhiêu mà dài. Ông này dài 18
18 thước. Không dài 18 thước. Quá chỗ ông cái nhà ơi. Lên luôn táo ơi. Tao lấy đi. Này có thành viên mới cả nhà. Trời. Lên video luôn chứ còn gì nữa. Tôi lấy nành hết. Hả? Ông dài lắm mà nó không có bự như ông một mặt bự. Qua đâu rồi? Qua đi qua đang chơi. Còn lắm không à? Đây đây, đây 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 đây. Ủa cái giá sao chặt được? Từ từ khứa. Này cái thành viên mới cả nhà. Này ruộng đi ruộng rồi theo. Này ảnh tên 8, ảnh thứ họ bà kêu ông bà 8 đó. Mọi người không quen kêu cô 8 cũng được. Ừ, còn mọi người không quen thì kêu mọi người cô 8 cũng được. Để nó lại cho một cái giá kia đi. Ồ, biết cục mặt rồi. Cục mặt này không bằng phân nửa mặt kia. Mặt sáu dữ rồi đúng không? Tao mà thấy giá kia cho chúng đi con. Vô chợ không Tâm? Ông ruồi này nó dài. Ông ruồi dài chắc 5 tấc. Ông ruồi bị dài 5 tấc. Được rồi, xối vô được rồi. Gặp luôn rồi Tâm ơi. Vô đâu? Nó cắn luôn à, ông coi nó cắn luôn nè. Vô lắm. Cắn luôn gì? Cắn luôn. Dữ mày. Tắt luôn. Ông ruồi có cười không? Ông hỏi dĩ đâu vậy ba? Này nè, anh chỉ cho nè, đưa cây dao đây. Ê, đừng chặt, chặt nó đưa em đi, anh chặt cho. Chặt luôn đi. Ồ, một phần nửa mặt kia. Mặt này nhỏ cái nhà, ôm đóng hết biết cái thế rồi trời. Phần nữa mà bằng ô mặt kia. Mặt kia giờ dài cái dựng sải. Uống không không? Gì nó uống? Hết cái bự luôn mà không có gì mặt. Lấy sao bố ông rồi nha. Hả? Ông chơi thôi, ông chơi đồ. Mày đi đi có sóc ngang sóc qua sóc lại không? Cô 8 gặp được ông cái nhà. Cô 8 hả? Cô 8 thêm 8 mở 8 hay là anh 8 gì? Lấy bằng thuốc hút này hồi hết hết thuốc hút luôn nha. Ủa cục mặt này quá trời im rồi. To quá trời cục mặt rồi. Ô, này vừa tới mặt luôn rồi nè. Ủa lạc trời mặt nó ngon rồi. Hả? Dựng cái gì? Dựng ổn không cái gì? Dựng sao? Ê, từ. Dập mặt hết. Quá trời, ổn không mới về. Mới về cục mặt ngon. Quá thì mặt ngon rồi cả nhà ơi. Dứt từ từ thôi à. Quá thì mặt ông này ngon. Mặt không rồi trời. Ừ. Quá nâu cái cưng rồi. Mặt không luôn. Ừ. Em giấu chưa hả? Mình xuống xuồng luôn. Sáu rồi nè, mình 6 luôn, mấy ông bự luôn. Ông cho tôi xin cái mã to to ơi. Mã bự nãy đâu? Đây. Trời trời. Chứ mà quên luôn rồi. Đồ nghề nhóc hết trơn mà. Đây được to ông nữa cả nhà. To to. Đấy, hẳn luôn. Vô. Ông rồi. Ủa mình chúng ông rồi quá trời rồi cả nhà ơi. Trời. Thấy đâu? Mấy bên xảy hay gì? Đây nè,
Ồ, ông này cũng mặc bự ạ. Thổi đi. Cầm dùm cái này. Ô, mặt nhỏ hơn mặt kia nhiều. Ý. Ý da. Rồi, kiếm cái kéo. Lấy xuống luôn đi. Có. Nhỏ coi. Cô mặt không bằng cô mặt kia. Còn dưới ổ nữa Tâm. Tạm đi thôi chứ không bự. Nó vài chục ổ chứ được lít mà. Hả lên. Nhắn chơi hoài nãy tôi lỗi láng kia chết mẹ luôn không có một. Cái đáng đầu lên lên hả? Ừ. Ông gụi nó có là có gì đó. Nó nghĩ tại sao? Ừ, đang mùa ké. Gọc nó ngoài. Đang như mùa ké. Đi nãy giờ gặp thêm được tổ ong cả nhà. Tổ ong ruồi này thì cũng trọng ha. Nay mấy anh em đi từ sáng giờ gặp cũng được khoảng lít ong ruồi. Khoảng lít rồi cả nhà, không được nhiều ha. Ong ruồi giờ là bắt đầu là từ đây sắp lên là mình mót rồi cả nhà. Chứ không có nhiều. Sao ní? Ong ruồi bự quá. Hả? Hết chỗ đựng. Ồ, ong ruồi bự chứ bộ. Ong ruồi nó bự mà. Bự. Đừng hết chỗ đựng cái vậy. Ô cục mặt này dữ lắm đi rồi. Cà bá nữa luôn nhé. Ừ. Thổi lên đi. Ô cục mặt quá mờ rồi. Ngon. Ông chặt cái đi, thổi cho. Ông chặt cái cây đi. Ô quá được mặt rồi. Đợi đợi cái kéo qua cái cắt luôn nè. Trời 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 ơi, cục mặt kìa trời ơi. Đừng 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 đừng. Giữ cái cục ơi. Coi nè, ở đây nè. Đâu? Nè, dưới đây nè. Quýnh luôn cái gì? Quýnh giữ rồi. Chặt cái ngọn đi. Quýnh giữ rồi đây. Giữ lắm rồi cục ơi. Ta đánh. Chưa vô khói được, cao quá. Ừ. Giống như đã có bổng quá vậy. Chặt cái ngọn nhánh này luôn cục ơi. Biết được mặt thì ní rồi. Cục mặt này giống có cái nửa cái lợi 7-8 gram. Để đừng đừng để cho ông qua cắt luôn. Cắt luôn hả? Ừ. Chặt chặt cái khúc đó bỏ đi. Tôi tính chặt khúc này nè. Ừ ừ. Để cho ông qua ông cắt chứ. Cục mặt hết biết rồi. Tôi đánh cũng hết biết rồi. Quýnh. Dựng đâu rồi? Dựng cứng luôn hả? Quá trời mặt rồi. Qua ngang qua chưa? Hay là còn tới tới dưới luôn? Tới rồi. Tới đầu rồi nè. Hả? Dòng hết được cái gì? Đâu đâu đi? Trời ơi trời nè, quá đi đánh cứng tay. Trời ơi, Tâm bây giờ mặt lên Tâm. Chứ cái nhà thấy rồi, trời ơi, con ông gùi cái nhau. Hàng khủng, hàng khủng. Trời ơi, chết luôn rồi. Cái này là mẹ của mặt đây. Tao qua chơi ta.
cổng cứng keo rồi. Có keo cắt cho đẹp. Lấy keo cắt, lấy keo cắt. Thành quả nãy giờ anh em đi cả nhà. Đây bạn được 1 ký mấy ha. Ký mấy 2 ký á. Đây nữa cả nhà, đây một keo nè. Cậu tắm mở cái đó ra đi. Trời ơi, quá trời ông rồi cả nhà ơi. Con nào nữa cả nhà. Thì anh em cũng đang trên đường để mà đi tiếp tục cả nhà ha. Đây thì chàm lớn lớn không. Kiếm chàm nhỏ mình mới gồm được cả nhà. Ông này là chắc lượng luôn. Quá hả? Ông này cũng già mà, lâu rồi, lâu nhất 20-30 ngày, tháng. Đó, đó xin vô. Đi thẳng vô. Hả? Nó còn dây. Hả? Quá trời to ông cả nhà ơi. To ông rồi cả nhà ơi. Một siêu phẩm. Siêu phẩm cả nhà ơi. Giống như cây sậy. Làm gì mà dựng tắt đuối vậy? Dựng đeo bảo hiểm gì từ lưa vậy? Tắt mẹ lát mẹ ngơi lộn không thấy nổi. Không hết nổi đâu. Quá trời. Chia ra 22 mối mình phải là chia nhiều mũi. Wow, bên đó không biết còn mấy lát nữa. Không biết nữa. Có dấu lội nè. Mình lội lâu dữ rồi. Đau quá à? Quần bánh đau vậy? Đánh cái đầu nè, nó mới đau nè. Hên nó chứ, nãy giờ kêu nó kiếm bánh đầu không có ra, không ra luôn nè. Nè, nhào vô cái cốp cái nè. Tin đi. Cốp, ui da. Con mặt cũng hơi nhỏ, đóng cây không đẹp không. Ủa, hồi đó nó đóng cái này nè. Ừ, mà nó lấy. Ủa, nó sang quá, cái này kia. Nó lấy em không? Đóng cái nào? Ừ, nó đóng cái cây này nè. Ờ. Nặng quá, chịu nổi. Lấy tàn xuống luôn rồi, lấy tàn xuống luôn đi. Lấy tàn bỏ dưới sụn. Cho lấy tàn. Không biết cái tàn này. Lấy vô tâm nó dưới luôn, nó rửa luôn đi. Rồi mình đi. Ừ, con quá nắng mảnh. Ừ, con quá nắng mảnh. Con chơi mình con luôn à. Con quá mảnh, con thấy lén bự không? Chắc không có lén nào nhỏ đâu. Nó có đường gọi nó qua đó. Cái con này là con cu xanh nè cả nhà. Thì người ta dân lưới bẫy lưới tàng hình nè cả nhà. Thì em gặp họ dân em gỡ được con cu xanh này nè. Thì em sẽ thả về tự nhiên nha cả nhà ha. Thật ra thì em cũng muốn định nuôi em nó, nhưng mà người ta nói là mấy cái con chim già thế này nè cả nhà thì nó sẽ không chịu ăn nha, nó sẽ dễ chết lắm. Mình nuôi không được. Hiện tại thì mấy anh em đã về tới nhà nghe cả nhà ơi. Về tới nhà ha. Đã về tới nhà cả nhà ha. Hôm nay thành quả chắc cỡ 5-6 ký không rồi cả nhà. Đưa anh lấy con keo lên cho. Hỏi đây không mượn. Không mượn cái gì. Giận quá vậy. Này thì than cả nhà, than mua về để mà nấu quán ăn của vợ em ha. Để em quay thành quả cho kỹ với mấy cô chú anh chị mình xem ha. Đấy nha. Hôm nay là mới lấy về luôn ha. Cho nên là rất là ngon ha. Bên kia một tổ cũng khủng lắm cả nhà. Cuối video em rất cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi kênh của em ha. Chúc cô chú anh chị mình luôn tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống nha. Em sẽ cố gắng làm những video tích cực có ý nghĩa trong cuộc sống của em, hoặc là cô bác anh chị mình có trải nghiệm ở gần U Minh ha. Thì em cảm ơn cô chú mình rất nhiều. Bye bye và hẹn cô chú anh chị mình ở video lần sau nha.